Chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ sáu, 9 tháng 8 năm 2013. Chương trình phát hình của bản tin qua tin Đốm gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin thế giới với thiên Nga và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Ông Obama sẽ ký thỏa ước về nợ vay của sinh viên. Hoa Kỳ rút nhân viên ra khỏi tòa lãnh sự ở Lahore vì mối đe dọa khủng bố. Cơ quan NSA cắt giảm 90% các quản trị viên hệ thống để hạn chế truy cập dữ liệu. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin ông Obama sẽ ký thỏa ước về nợ vay của sinh viên. Sinh viên trở lại trường đại học vào mùa thu này sẽ tiết kiệm hàng ngàn Mỹ Kim tiền lời trên món nợ vay sau khi họ tốt nghiệp, một khi Tổng thống Barack Obama ký thành luật một thỏa hiệp hiếm hoi của lưỡng đảng. Tổng thống được ấn định thời biểu đi ký duyệt vào ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc nhằm chấm dứt một mùa hè thương lượng khó nhọc để phục hồi lại lãi suất thấp hơn trước khi hàng triệu sinh viên trở lại ký túc xá. Có khoảng 11 triệu sinh viên năm nay được dự đoán sẽ có lãi suất thấp hơn để tiết kiệm trung bình cho bậc cử nhân là 1.500 Mỹ Kim về tiền lời của món nợ vay. Luật này liên kết lãi suất nợ vay của sinh viên với thị trường tài chánh. Nó đưa ra lãi suất thấp vào mùa thu bởi vì chính phủ có thể vay tiền rẻ vào lúc đó nếu kinh tế cải thiện trong những năm sắp tới như được kỳ vọng, chính phủ sẽ tốn kém hơn cho việc vay tiền và chi phí đó sẽ được chuyển sang cho sinh viên. Lãi suất trên nợ Stafford có trợ cấp mới đã tăng gấp đôi thành 6,8% vào ngày 1 tháng 7 vì quốc hội không thể đồng ý với cách giữ cho chúng ở mức trước đó là 3,4%. Nếu không có hành động của Quốc hội và Tổng thống, lãi suất ở mức 6,8% là một thực tế mà hầu hết các nhà lập pháp cho rằng không thể chấp nhận được. Sự thỏa thuận diễn ra là một thỏa hiệp tốt cho mọi sinh viên qua tới niên học năm 2015. Sau đó lãi suất được kỳ vọng sẽ tăng lên trên mức lúc khi sinh viên rời khỏi nhà trường vào mùa xuân, nếu sự phỏng đoán của Quốc hội được chứng minh là đúng cho công cổ phiếu 10 năm. Sinh viên bậc cử nhân vào mùa thu này sẽ vay tiền với lãi suất 3,9% cho nợ vay có trợ cấp và không có trợ cấp sinh viên bậc hậu cử nhân sẽ vay tiền với lãi suất 5,4%, những lãi suất này sẽ cố định trong năm vay tiền nhưng mỗi năm sau đó có thể tốn kém hơn năm trước. Lãi suất sẽ không vượt quá mức 8,25% cho sinh viên bậc cử nhân và không quá mức 9,5% cho sinh viên bậc hậu cử nhân. Dùng bản ước lượng của phòng ngân sách quốc hội, lãi suất sẽ không đạt những mức giới hạn đó trong vòng 10 năm kế tiếp. Phát ngôn viên Jay Carney của Tobarop cho biết Mặc dù dự luật quan trọng này được ký thành luật, nhiều công tác vẫn còn phải làm để bảo đảm cho việc theo học đại học nằm trong tầm với của các gia đình có lợi tức trung bình và những người cố phấn đấu để được vào giới có lợi tức trung bình này. Nhưng cho hiện tại, tiền lời về học phí, ký túc xá và sách vở sẽ ít tốn kém hơn. Tóm lại có khoảng 18 triệu món nợ vay sẽ được trang trải theo luật đó, tổng cộng là vào khoảng 106 tỷ Mỹ Kim vào mùa thu này. Phòng Ngân sách Quốc hội ước lượng dự luật đó sẽ giảm bớt thâm hụt khoảng 715 triệu mỹ kim trong thập niên tới. Trong cùng thời gian này, các món nợ liên bang sẽ là một chương trình trị giá 1.400 tỷ mỹ kim. Palestine phản đối với ông Kerry về hoạt động định cư mới của do thái. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vòng đàm phán thứ nhì do Hoa Kỳ làm trung gian vẫn được tổ chức vào tuần tới, mặc dù người Palestine phản đối hoạt động định cư mới của do thái. Trong thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Trưởng nhóm điều đình Palestine nói rằng những loan báo định cư mới nhất của Do Thái là dấu chỉ cho thấy ý tưởng xấu của Do Thái và nước này thiếu nghiêm chỉnh trong các cuộc hội đàm. Bức thư được gửi ra hôm qua cùng ngày với việc nữ phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo rằng đặc sứ Hòa bình Trung Đông Martin Indyk và phó đặc sứ Frank Lowenstein lên đường đi tới trong vùng để tham dự các cuộc hội đàm vào ngày 14 tháng 8 tại Jerusalem và một phiên họp sau đó ở Tây Ngạn. Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 tại Hoa Tình Đốn là nỗ lực quan trọng đầu tiên kể từ khi các cuộc điều đình tăng vỡ vào năm 2008. Việc định cư của Do Thái từ lâu đã là một vấn đề tranh chấp giữa hai bên. Palestine muốn thành lập một quốc gia tại Tây Ngạn, giải Gaza và Đông Jerusalem, là những vùng đất bị Do Thái chiếm đóng vào năm 1967. Những cuộc đàm phán được tái nhóm là để phân định biên giới của Do Thái với một quốc gia như thế kể từ năm 1967 do Thái đã xây dựng hàng tá khu định cư trên vùng đất thắng được trong cuộc chiến tranh, vốn được xem là bất hợp pháp bởi phần lớn cộng đồng quốc tế. Có khoảng 560.000 người Do Thái sinh sống trong các khu định cư. Ông Kerry đã đề cập tới những kế hoạch mới về định cư của Do Thái, nhưng ông cho biết ông không muốn để cho việc phát triển đó làm hỏng các cuộc đàm phán. Mặt khác, các viên chức đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau trong vòng 3 phiên họp riêng rẽ vào ngày hôm nay để bàn thảo về cơn khủng hoảng Syria, kiểm soát vũ khí và phi đạn phòng thủ. Hoa Kỳ rút nhân viên ra khỏi tòa lãnh sự Alahor vì mối đe dọa khủng bố. Bộ Ngoại giao đã ra lệnh di tản nhân viên chính phủ Hoa Kỳ thuộc diện không khẩn cấp ra khỏi tòa lãnh sự Alahor, Pakistan và khuyến cáo dân Mỹ hãy đình hoãn việc du lịch không cần thiết tới Pakistan vì những mối đe dọa đặc biệt đối với phái bộ ngoại giao này. Việc rút nhân viên tại tòa lãnh sự ở Lahore là một biện pháp đề phòng, không liên quan gì tới việc đóng cửa mới đây của nhiều phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong thế giới Hồi giáo. Tòa lãnh sự tại Lahore được ấn định thời biểu đóng cửa trong dịp lễ kết thúc tháng Ramadan từ ngày thứ Năm cho tới ngày Chủ nhật và chưa có thời biểu mở cửa lại. Phát ngôn viên của tòa đại sứ Mỹ ở Islamabad cho biết họ nhận được tin tức liên quan tới mối đe dọa tòa lãnh sự ở Lahore và để đề phòng nhân viên của tòa lãnh sự được di tản về Islamabad nhân viên thuộc diện khẩn cấp vẫn ở lại Lahore và các viên chức tòa đại sứ không biết khi nào tòa lãnh sự ở Lahore sẽ mở cửa lại. Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá báo cáo về mối đe dọa đó. Các nguồn tin cho biết, ngoài tòa đại sứ Mỹ, Al-Qaeda còn có thể hoạch định tấn công vào những văn phòng ngoại quốc, hạ tầng cơ sở và các tổ chức tại Yemen. Hôm thứ Hai, giới tình báo cho hay việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ là do họ bắt được sự liên lạc giữa người cầm đầu Al-Qaeda và tay lãnh đạo chi nhánh của tổ chức khủng bố này tại bán đảo Ả Rập. Cơ quan IRS đình hoãn ngày nghỉ không lương trong tháng 8. Cơ quan Internal Revenue Services hay IRS đã đình hoãn ngày nghỉ không lương 30 tháng 8 đánh dấu cuộc hủy bỏ lần thứ nhì của cơ quan về thời gian bắt buộc nghỉ làm mà họ đã ấn định cho mùa hè này. Quyền ủy trưởng IRS là ông Daniel Werfel chỉ rõ trong một thông tư gửi cho nhân viên rằng sự tiến bộ đáng kể trong việc giảm bớt chi phí đã cho phép cơ quan giảm bớt số ngày nghỉ không lương cần thiết để đạt được mục tiêu cắt giảm chi tiêu theo biện pháp thắt lưng buộc bụng khắp chính phủ, được biết là sequester. Cơ quan này thoạt tiên quy định cho 5 ngày nghỉ không lương. Ông Wolfram nói thêm vào đầu tháng tới, những nhà hoạch định ngân sách sẽ lượng giá xem cơ quan IRS có cần dùng đến việc nghỉ không lương trong tháng 9 hay không. Hồi tháng rồi, cơ quan IRS đã hủy bỏ một trong những ngày nghỉ không lương được ấn định cho ngày 22 tháng 7. Hiệp đoàn công nhân tài chính hay NTEU bày tỏ sự thất vọng vì cơ quan chỉ định hoãn thay vì hủy bỏ ngày nghỉ không lương 30 tháng 8, không giống như các cơ quan khác vốn đòi hỏi nhân viên phải lấy ngày nghỉ không lương theo những ngày được phân phối dưới tình trạng gọi là sequester. Cơ quan IRS buộc tất cả nhân viên nghỉ không lương cùng ngày với ngày nghỉ lễ của cơ quan. Cơ quan NSA cắt giảm 90% các quản trị viên hệ thống để hạn chế truy cập dữ liệu. Cơ quan an ninh quốc gia hay NSA cho biết họ có ý định loại bỏ 90% các quản trị viên hệ thống để giảm bớt số người truy cập vào các tinh mật. Giám đốc Kate Alexander của NSA tuyên bố trong hội nghị an ninh mạng ở New York rằng việc tự động hóa nhiều đối với công việc sẽ cải thiện an ninh. Lời phát biểu này được đưa ra lúc cơ quan đương đầu với việc xem xét kỹ lưỡng sau khi ông Edward Snowden một trong khoảng 1.000 quản trị viên giúp điều khiển các hệ thống của cơ quan, đã tiết lộ chi tiết mật của các chương trình dò thám cho báo chí. Ông Alexander cho rằng, dùng kỹ thuật máy móc để tự động hóa nhiều các công việc hiện giờ được thực hiện bởi nhân viên và các nhà hợp đồng, sẽ làm cho các hệ thống của cơ quan NSA có thể được bảo vệ nhiều hơn và an toàn hơn cũng như nhanh hơn. Những biện pháp khác mà ông Alexander từng thảo luận trước đây bao gồm việc đòi hỏi ít nhất hai người hiện diện trước khi một số dữ liệu có thể được truy cập trên hệ thống máy điện toán của cơ quan. Bà Oprah và ông Clinton sẽ nhận huy chương tự do của Tổng thống. Tòa Bạch Đốc loan báo cho biết cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Oprah Winfrey nằm trong số 16 người được Tổng thống Barack Obama vinh danh về sau trong năm nay với huy chương tự do của Tổng thống. Họ sẽ tham gia cùng những người nổi tiếng khác để được vinh danh, bao gồm các nhạc sĩ, khoa học gia, nhà hoạt động, thậm chí một phi hành gia. 50 năm qua, Tổng thống John F. Kennedy đã lập ra huy chương này là vinh dự cao nhất mà Hoa Kỳ ban tặng cho thường dân. Trong năm thập niên qua, có hơn 500 người đã được vinh danh vì sự đóng góp cho xã hội về tất cả mọi lĩnh vực. Từng phục vụ với tư cách thống đốc Arkansas trước khi được bầu làm vị tổng thống thứ 42, ông Clinton sẽ được vinh danh vì công tác nhân đạo qua tổ chức Clinton Foundation, vốn đề cao y tế công cộng toàn cầu, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tòa Bạch Ốc cũng còn ghi nhận công tác của ông với cựu tổng thống George W. Bush để gây quỹ cho Haiti sau khi nước này bị tàn phá bởi trận động đất năm 2010. Ông Clinton cũng đã nhân danh ông Obama để nói chuyện tại Đại hội Đảng Dân Chủ năm 2012. Và phu nhân của ông là cựu thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton đã làm ngoại trưởng trong nhiệm kỳ 1 của ông Obama. Còn nghề nghiệp của bà Winfrey như là một nhà phát sóng truyền hình, một diễn viên và một nhà hoạt động đã được kéo dài qua nhiều thập niên với chương trình Oprah Winfrey Show, trở thành một chương trình hội thoại được xếp hàng cao nhất tại Hoa Kỳ trong 25 năm qua. Những nỗ lực nhân đạo của bà tập trung phần lớn vào giáo dục và tạo ra cơ hội cho phụ nữ và thiếu nữ tại Hoa Kỳ và Phi Châu. Bà cũng còn là người ủng hộ sớm sủa và nhiệt tình cho cuộc vận động tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Obama, cùng gây quỹ và vận động cho những gì được xem là sự tăng cường quan trọng cho cuộc tranh cử của ông Obama. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin của trình đấu xin tạm ngưng nơi đây. Để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo.